Các bạn đã quay trở lại với series hướng dẫn mod GTA 5 của NKTV. Thì clip hôm nay tôi sẽ làm theo yêu cầu của một số bạn, là các bạn muốn hướng dẫn về mod cái mâm xe ở trong game GTA 5 các bạn nhé. Thì đầu tiên chúng ta phải tìm nguồn mâm xe ở đâu. Thì chúng ta sẽ vào trang GTA mod các bạn nhé. Ok. Sẽ vào trang GTA mod. Đầu tiên chúng ta phải tìm được mâm xe đó. Thiếu chữ mod. Rồi, đây. Sau đây các bạn sẽ vào phần phương tiện này. Các bạn vào phần đây. Ở đâu? Ở phần well này các bạn nhé. Đây. Ta sẽ bấm vào đây. Ok, sẽ có rất là nhiều các cái well cho các bạn lựa chọn. Đấy, các loại mâm này. Các bạn thích mâm nào các bạn lấy mâm đấy. Và trước tiên thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn là chúng ta sẽ add on một cái DLC mâm vào đấy nhá. Thì các bạn sẽ vào phần mấy cái phần add on này này. Chúng ta sẽ tạo một cái này. Rồi. Chúng ta cứ đào về đã. Tôi sẽ để ở ổ D có cái new folder rồi. Đấy, tôi sẽ vào đây. Rồi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ xem có cái mâm nào đẹp không. Ferrari. Mông Ferrari Ok. Tôi sẽ tải con Ferrari này và lấy mâm của em Ferrari này các bạn nhé. Sẽ có hai cái. Một là tôi sẽ hướng dẫn các bạn add on mâm xe vào và sẽ lấy một cái mâm xe mình yêu thích. Thì cấu trúc của mâm xe nhà tôi sẽ hướng dẫn cho clip này luôn. Ok, bây giờ tôi sẽ bấm hiện thư mục lên. Rồi, tôi sẽ xóa cái file Audi Q7 này đi cho nó đỡ nhầm lẫn. Chết chết chết. Sắp rác. Xóa nhầm luôn là cái file Ok Ship delete rồi các bạn. Ok, tôi sẽ tải lại cái phần mâm xe. Lại bấm ship delete luôn mới sợ chứ. Trong khi đợi tải cái kia về thì tôi sẽ giải nén cái này ra các bạn nhé. Rồi, cũng không cần nén nén đâu. Rồi, trong khi đợi chúng ta sẽ mở Open 4 lên. Tìm đến đường dẫn game GTA 5 của các bạn nhé. Còn cách dùng Open 4 như thế nào thì có clip hướng dẫn trong series Jet Phát rồi các bạn nhé. Có thể vào đấy và tìm hiểu trước. Nhưng mà các bạn chưa biết. Rồi, bây giờ tôi sẽ phải kiểm tra lại xem là đúng đường dẫn game chưa. Bởi vì của tôi có tận 3 game GTA 5. Rồi, ok. Rồi chúng ta sẽ tiến hành mod cái Dream Pack này vào trước nha. Add on thì nó là dạng DLC. Thì nó rất là đơn giản thôi. Các bạn sẽ vào đường dẫn mod này. Update x64 DLC và kéo cái này thẳng vào đây thôi. Rồi sau đấy các bạn sẽ vào đường dẫn là mod update common data để chúng ta khai báo DLC leak cho nó các bạn nhé. Chắc trong này nó có dòng copy đây. Rồi chúng ta sẽ khai báo ở file DLC leak. Các bạn nhớ là kích chuột phải chọn edit nhé để thì chúng ta mới có thể sửa được ở trong cái file này. Ok, tôi sẽ dán vào đây. Rồi. Save. Rồi, thế là chúng ta đã khai báo xong cái Gym DLC này rồi. Thì tôi sẽ quay ngược trở lại cái phần Gym DLC này. Chúng ta sẽ mở lên. Và tôi sẽ giới thiệu cho các bạn là cấu trúc của một cái mâm xe thì nó sẽ gồm những cái gì. Đầu tiên là ở phần x64 nhé. Đây. Cái cấu trúc của một mâm xe thì nó sẽ có một cái file gọi là IDR. À, có nghĩa là một cái mâm thì nó sẽ có một cái file IDR này. Mỗi cái IDR này là một cái mâm xe. Dạ. Rồi, tiếp theo thì các bạn sẽ ra phần data. Ở đây. Các bạn sẽ có cái file là cargo.meta này. Đấy, thì mỗi một cái mâm xe nó sẽ có một cái item như này và các bạn lưu ý là đây là phần dành cho support này. Các loại mâm xe thì sẽ có xe support này, xe mút cổ này, xe upright các kiểu đúng không ạ? Thì đây thì mỗi phần như thế này thì các bạn sẽ có một cái phần
để các bạn thêm các loại mâm của các loại xe vào. 2N là xe xe đây này, super này, super này, 2N này, đấy kiểu kiểu ấy. Rồi thì bây giờ tôi sẽ vào cái Ferrari Pista này nhá. Đây chúng ta xem đây là cái tem à, tempo là sơn nào. Đấy, chúng ta sẽ vào xem cái mâm xe của con xe này. Sao tư level người đi nào vehicle. Đây chúng ta có mâm xe, một con Ferrari này, hai con Ferrari này. Đấy, con này chả biết là con Ferrari con gì đây. Ok đấy, nó có ba cái mâm xe thì ok. Thì đầu tiên chúng ta sẽ kéo ba cái mâm xe này ra, tháo đây ra. Rồi bây giờ các bạn quay trở lại phần như lúc nãy nhá. Cấu trúc của một cái mâm xe này nó chỉ có hai phần đấy thôi, data common data và cái phần cái con này này. Các bạn sẽ tìm cái phần mâm xe này nhá, kit tôi bỏ qua, line đây, well phần VN support đấy, chúng ta sẽ copy từ đây. Đây đây. Rồi, copy. Rồi chúng ta tắt cái này đi. Chúng ta sẽ quay trở lại cái DLC lúc nãy. Và tương tự thì những cái mâm xe các bạn tải về thì các bạn cần phải có hai cái file này nhá, để các bạn có thể dùng. À, tôi tắt cái này luôn. Ở phần 4 chúng ta sau này. Đây. Tôi sẽ tắt cái này đi và kích chuột phải lại để chọn edit. Dạ. Đây chúng ta sẽ enter cho này xuống. Chúng ta sẽ dán cái phần lúc nãy chúng ta copy vào. Rồi, chúng ta sẽ bấm save. Ok. Sau đấy các bạn sẽ lại vào phần gim RPF này. Chúng ta sẽ thả toàn bộ ba cái file này vào chỗ này. Bây giờ chúng ta đã có rất là nhiều mâm xe ở đây rồi nhá. Tôi hướng dẫn cho các bạn là cài đặt một cái DLC add-on này và cài đặt thủ công ba cái mâm xe của con xe Ferrari. Cái gì đây? Pista này. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ vào game. Và các bạn lưu ý là các bạn phải dùng mod menu để spam mấy con cái mâm này ra nhá. Thì ở đây tôi sẽ chọn Manjo và Simple Trainer. Thì mod menu tôi có hướng dẫn cài đặt ở trong phần trên trang pháp. Và tí có thể tôi sẽ để phần mô tả cho các bạn luôn. Thì tôi không hướng dẫn lại cái phần cài đặt mấy cái này nữa, bởi vì nó là cái cơ bản nhất khi mà các bạn mod GTA nào rồi. Rồi ok, bây giờ tôi sẽ vào game và test thử cho các bạn xem nhé. Ok các bạn nhé, bây giờ tôi đã vào game. Thì để test xe đầu tiên tôi sẽ spawn một con xe bằng Manjo ra cho các bạn đã. Xong rồi tôi sẽ hướng dẫn các bạn là để đụng mâm xe như nào. Chúng ta vào phần vehicle spawn, tôi sẽ chọn super. Ở đây tôi có tôi chọn con Aventador hôm trước vừa mod vào đi. Tình hình là chỉnh độ sáng, chỉnh thời gian lên tí. Rồi, lock nó lại luôn. Nó sang bên này đi, cho nó sáng. Vẫn thấy tôi tối các bạn. Vậy này đi. Rồi, bây giờ sẽ làm tôi nãy vừa add vào cái mâm của xe Ferrari nhưng mà tôi chẳng có xe Ferrari nào trong game cả, nên là thôi tôi đi Lambo nhưng mà lắp bình xe Ferrari cũng được. Thì đầu tiên các bạn dùng Menzo nhé, bấm đi, các bạn chọn phần vehicle option này và phần Menzo custom này. Đây sẽ thấy phần well đúng không ạ. Đấy, các bạn cứ vào phần well của menu. Rồi chúng ta sẽ tìm phần support nhá, vì lúc nãy chúng ta để vào phần support mà. Rồi stock rim. Ok. Vậy chúng ta sẽ để xuống dưới. Đấy. Rồi, các bạn tìm đây là mấy cái mâm lúc nãy chúng ta vừa ép vào này. Đấy, ba cái mâm ép sau cùng này, các bạn thấy không? Đấy. Cái này là con Ferrari lúc nãy chúng ta ép vào đấy. Và có rất nhiều mâm khác nhau nhá, các bạn có thể tùy chọn. Mấy cái mâm này là mâm cũ của game rồi. Một số cái mới rồi. Và cái này là mẫu cũ hết rồi. Đây, mấy cái dưới này là mới các bạn này.
mấy cái dưới là đảm bảo mới hết nhá. Đây, rồi không Ferrari lúc nãy rồi đấy. Vâng, đi xe Lamborghini nhưng mà bơm xe của Ferrari. Là đây là Troy. Ok các bạn nhé, thì tôi đã hướng dẫn cho các bạn cách để mà có thể add on thêm mâm xe vào trong game GTA 5. Các bạn có thể lựa chọn cái mâm nào thích để add on vào. Còn các bạn lưu ý là cái mâm xe mà lúc nãy tôi lấy ở trong cái DLC của con xe Ferrari ra ấy, thì nếu như mà các bạn muốn add luôn cả con xe vào thì các bạn không cần phải làm cái bước như tôi đấy nhé. Tôi chỉ hướng dẫn các bạn minh họa như thế thôi. Ví dụ các bạn tải cái mâm xe nào về mà nó không có file DLC của cả con xe ấy, nó chỉ có cái mâm thôi ấy, thì các bạn sẽ làm theo cách đấy. Và còn một cái lưu ý nữa là khi mà các bạn mà tải mâm xe về nó yêu cầu replay ấy, là có nghĩa là phải ghi đè lên cái mâm xe cũ ấy, thì các bạn có thể đổi tên và đổi tên đi nhá, đổi tên theo cú pháp là đổi mấy cái ký từ cuối ở chỗ gạch ngang thôi, còn lại thì các bạn vẫn giữ nguyên cái phần trước là phần well về dưới support, và các bạn chỉ đổi tên hay là well về dưới gì đấy mà các bạn chỉ đổi tên phần đuôi ở phía sau thôi. Đây để tôi xem. Well. Ok, các bạn chỉ đổi phần hậu tố đuôi ở phía sau thôi các bạn nhé. Và tôi sẽ vào tìm để thay mâm xe. Rồi thì clip của tôi đến đây kết thúc. Các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho NKTV nhé, và đừng quên comment góp ý cho NKTV. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip tiếp theo.